Thưa quý vị và các bạn, kem đánh răng là vật dụng hàng ngày không thể thiếu của mọi gia đình. Tuy nhiên, việc lựa chọn kem đánh răng sao cho hiệu quả để bảo vệ sức khỏe răng miệng ít được quan tâm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có khoảng 90% dân số mắc các bệnh lý liên quan tới răng và khoang miệng. Góp phần giải quyết vấn đề này, lần đầu tiên ở Việt Nam đã ứng dụng thành công công nghệ tạo bọt nano trong sản xuất kem đánh răng, được đánh giá là mang lại nhiều công dụng mới, có tác dụng tốt trong bảo vệ răng miệng. Sau đây là ghi nhận của ekip chương trình. Với ưu điểm thẩm thấu nhanh hơn, mang lại hiệu quả tốt hơn, kem đánh răng tạo bọt hiện đang dần trở thành sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng. Đón đầu xu hướng mới, ở Việt Nam, công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường đã chuyển giao công nghệ tạo bọt hiện đại từ châu Âu, tạo ra sản phẩm kem đánh răng Dentis H2H, giúp làm sạch răng và giải quyết các vấn đề liên quan đến răng miệng. Những người mà bị ê buốt chân răng hoặc là chảy máu chân răng ấy, thì chúng tôi khuyên nên lựa chọn kem đánh răng tạo bọt. Ở Việt Nam hiện nay, có công ty dược phẩm Hoàng Hường là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ tạo bọt nano và sản xuất ra kem đánh răng tạo bọt Dentis H2H. Vì là bọt nano nên nó thẩm thấu khá nhanh và len lỏi từng kẽ răng, trẻ em cũng sử dụng được, nhất là những trẻ mới bắt đầu tập chải răng thì rất tốt. Ngoài ra, kem đánh răng Dentis H2H còn chất lọc tinh hoa y học cổ truyền từ những bài thuốc cổ phương, ứng dụng công nghệ hiện đại với công thức kết hợp độc đáo, hiệp đồng tác dụng của nano nghệ trắng, nano THC và 6 tinh chất thảo dược chuẩn hóa nhập khẩu từ Pháp, gồm tinh chất cỏ xạ hương, tinh dầu bạc hà, chiết xuất gừng tươi, chiết xuất trà xanh, chiết xuất chanh, chiết xuất cam thảo và các thành phần cơ bản khác. Theo tôi thì cái thành phần ưu việt trong kem đánh răng Dentis H2H ấy, thì là cái thành phần chính của nó là cái nano THC. Người ta gọi là nano THC là vì hay còn gọi nó là nano nghệ trắng, thì là vì nó là curcumin chiết xuất từ củ nghệ. Cái thành phần thứ hai trong kem đánh răng H2H mà tôi nghĩ là có cái tác dụng rất là tốt, đấy là cái tinh chất của trà xanh. Các bạn đã biết là tinh chất của trà xanh là vì trà xanh đó là một cái nguyên liệu mà người ta hay sử dụng cho cái tác dụng chống oxy hóa của trà xanh của nó rất mạnh. Và cái tác dụng làm sạch của trà xanh là được hiện nay được thế giới công nhận và đã đưa vào trong rất nhiều các cái loại chế phẩm. Thành phần thứ ba mà cũng là một cái thành phần hết sức quan trọng, đấy là cái tinh chất của cam thảo. Thì trong cam thảo nó có một cái hợp chất gọi là liquitrin. Thì liquitrin ấy, thì nó có, hiện nay người ta sử dụng cái liquitrin làm cái chất tẩy màu rất là tốt. Và trong cái thành phần của kem đánh răng Dentis H2H có cái tinh chất của cam thảo, thì nó sẽ giúp cho cái việc là ngoài cái việc là chống lại các cái bệnh như là sâu răng, viêm lợi, nhưng mà nó còn có cái tác dụng làm cho trắng răng. Cái chiết xuất của chanh cũng là một cái thành phần trong kem đánh răng Dentis H2H, vì chanh cũng là một cái thực phẩm tự nhiên, nó có cái nguồn gốc thiên nhiên, và cái acid citric trong chanh ý, nó sẽ làm cho cái giúp cho cái việc là chống lại các cái viêm lợi, rồi tăng cái tuần hoàn các cái loại tuần hoàn ở trong các cái tế bào của khoang miệng. Nói tóm lại, kem đánh răng Dentis H2H nó là một đây là một cái sự kết hợp độc đáo của, nó có cái nguồn gốc từ các cái bài thuốc cổ phương và kết hợp với các công nghệ bào chế hiện đại, cũng như là một cái sự kết hợp tương đối nhuần nhuyễn giữa nano THC với 6 cái vị thuốc mà được nhập từ Pháp. Dentis H2H là kem đánh răng tạo bọt đầu tiên ở Việt Nam, được sản xuất tại nhà máy đăng ký cơ sở FDA Hoa Kỳ, đạt chuẩn cGMP ASEAN và ISO 13485-2016. Sản phẩm Dentis H2H với các thành phần chiết xuất từ thảo dược cùng với một cái hương thơm rất là thơm mát, giúp làm trắng răng và sạch răng rất là hiệu quả. Và với những người mà bận rộn như tôi khi mà phải thường xuyên đi công tác, thì đây là một sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện lợi để có thể mang theo. I have used Dentis H2H nanofoam for a while and I have to say I really love it. Besides cleaning between teeth, it also cures dental problems such as gingivitis, hemorrhoidontia and bad breath problems. Sau một thời gian ra mắt trên thị trường, sản phẩm kem đánh răng Dentis H2H đã nhận được những phản hồi tích cực.
sản phẩm đang được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và lọt top đầu kem đánh răng thảo dược được ưa chuộng nhất hiện nay. Kem đánh răng Dentist H2H đang được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hương. Quý vị khán giả có thể đặt mua sản phẩm kem đánh răng Dentist H2H trên website dược phẩm hoanghuong.com, trang fanpage Hoàng Hương Giang Sứ 2020 hoặc hotline 1900 886692.